như vậy cho nên là hôm nay cực kỳ là quan trọng nhất là những người đang thanh lập ở nhà cũng như là những người theo quy trình của rừng gọi. Nếu mà quý vị trốn mà đi uống nước, trốn mà đi ra bên ngoài đỡ mà nó mát mẻ, trốn mà đỡ mà ăn cái gì hoặc là uống cái gì đó là cái cái cái, 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 cái tắc tử, cái mà tắc thở là diễn ra mà làm bình thường nha. Không có cái gì mà khó hiểu cả. Để thương rõ chưa? đó là lý do mà tại sao của là rừng gọi bây giờ rất là nghiêm ngặt trong cái vấn đề này thì uh, xin cho quý vị đỡ nhìn thấy cái bản tuyên ngôn của rừng gọi và cái cam kết đó, đây là bản tuyên ngôn của rừng gọi và các tuyên bố chung và nguyên tắc hoạt động thứ nhất là rừng gọi hoạt động trên tinh thần phụng sự vô vụ lợi nhằm hướng cho mọi người cho cộng đồng tìm về lối sống tự nhiên tự cân bằng thân tâm sống tối giản yêu thương bảo vệ thiên nhiên và bảo vệ môi trường thứ hai rừng gọi hoạt động không tôn giáo không chính trị không thương mại thứ ba Rừng gọi không phải là cơ sở điều trị bệnh, hoàn toàn không thực hiện các chức năng chữa bệnh. Thứ tư, rừng gọi cam kết tuân thủ pháp luật và đạo đức xã hội trong suốt quá trình hoạt động. Thứ năm, các giá trị rừng gọi mang đến cho cộng đồng hoàn toàn trên tinh thần tận hiến, hòa bình, chỉ mong mang, chỉ mong lan tỏa ngày càng một càng rộng lối sống lành, sống sạch, sống xanh trong bản thân mỗi con người và cao hơn nữa là cho trái đất, cho hành tinh xanh đẹp này. Đó là như vậy. À, đây là cái bản tuyên ngôn của rừng gọi rất là là rõ ràng người thương cần phải biết và đây là bản cam kết. Người thương khi mà đã đọc bản tuyên ngôn, đã đọc tài liệu rừng gọi rồi, có đủ duyên thì tất cả mọi người từ khóa 3 ngày cho đến khóa 10 ngày đều phải theo tuân thủ cái cam kết này. Thứ nhất, tôi uh, cam kết đã nhận được, đã đọc và hiểu rõ các nguyên tắc hoạt động của rừng gọi có bản tuyên ngôn đến kèm và bản tuyên ngôn này tôi đã đọc và hiểu kỹ. Thứ hai, tôi cam kết đã đọc và hiểu đầy đủ các kiến thức liên quan đến việc thanh lọc thân tâm theo liệu pháp 7 tơ rừng gọi kiến thức và cơ sở khoa học trong quyển sổ Tây thanh lọc bảy tơ rừng gọi mà tôi đã nhận và đã đọc, đã nắm được rõ các vấn đề liên quan trong quá trình thanh lọc được chia sẻ trong Zoom rừng gọi mỗi buổi sáng qua các bài viết trên trang website chính thức của rừng gọi là rừng gọi.com và mỗi buổi sáng tôi đã cùng nhau với người thương thực hành bảy tơ rừng gọi, tôi đã được cung cấp kiến thức để biết và hiểu rõ quá trình thanh lọc, các bước diễn ra các triệu chứng thải độc trong quá trình thanh lọc 31 triệu chứng tôi đã nắm rõ các khả năng có thể diễn ra với cơ thể của mình và tôi yên tâm tôi hoàn toàn đồng ý chịu trách nhiệm về quyết định tham gia khóa thanh lọc này thứ tư tôi đã được cho biết và hiểu rõ rừng gọi không phải là cơ cơ sở chữa bệnh tôi đến với khóa thanh lọc bảy tơ không phải mục đích để chữa bệnh hay điều trị mà chỉ nhằm tìm kiếm một môi trường an tĩnh để tịnh dưỡng để nghỉ ngơi để được trải nghiệm kỹ năng sống khỏe và hạnh phúc kỹ năng sinh tồn và tự thanh lọc thân tâm theo liệu pháp bảy tơ tôi thứ, tiếp theo thứ năm tôi cam kết bản thân mình là người đã trưởng thành việc tham gia vào khóa thanh lọc theo liệu pháp bị tôi đừng gọi là quyết định hoàn toàn tự nguyện không bị cưỡng ép hay sử dụng trên cơ sở bản thân tôi đang hoàn toàn minh mẫn có đầy đủ nhận thức đủ sức khỏe đủ năng lực hành vi dân sự đỡ hoàn toàn chịu trách nhiệm uh, uh, trước pháp luật và quyết định của chính mình cũng như là trước gia đình và trước rừng uh, gọi thứ sáu tôi cam kết sẽ chịu trách nhiệm mọi sẽ, sẽ chịu, từ chịu mọi trách nhiệm nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra ngay cả tính mạng đối với sức khỏe của mình hay là ngay cả rủi ro đến với tính mạng của mình trong quá trình thanh lọc, bản thân tôi và người thân của tôi sẽ hoàn toàn không có bất kỳ sự đổ lỗi hay khiếu nại, khiếu kiện nào hay yêu cầu bồi thường gì đến với ban tổ chức trường gọi trong và sau quá trình thanh lọc thân tâm. Cuối cùng tôi đã đọc kỹ và hiểu rõ tất cả các thông tin trong bản cam kết này và hoàn toàn tự nguyện ký tên bên dưới và người uh, tham gia thanh lọc uh, ký tên và đọc bản cam kết này trong quá trình phỏng vấn và người thân đại diện cho gia đình ký tên đồng ý. Đó là như vậy và quý vị phải có hai người thân trong gia đình của quý vị đỡ lại số điện thoại khi mà có vấn đề mà chết người xảy ra hoặc là có những cái rủi ro xảy ra thì rừng gọi cũng sẽ liên lạc được với người thân để báo báo cho người thân để xử lý và đây là bản cam kết mà người thương tuyên bố trước cộng đồng trước pháp luật trước cơ quan công quyền và trước chính gia đình của mình người thương rõ chưa ạ à? thì đây là một cái tinh thần rất là là nghiêm nghiêm khắc của rừng gọi